Khi nói về ẩm thực miền Tây thì chắc hẳn trong chúng ta đều có một vài món ăn mà mình yêu thích. Tuy không cầu kỳ sang trọng, thế nhưng những món ăn dân dã nơi đây đã in sâu trong tâm thức bao người. Hôm nay miền Tây Phố xin kính mời khán giả cùng về ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để cùng chế biến và thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đổi quen thuộc với nhiều người. Đó là món bánh xèo chay của chùa Phước Long. Là một món ăn đặc trưng của miền Tây, bánh xèo rất được thực khách ưa chuộng. Những nơi mà loại bánh này đi qua đều gắn liền với tên tuổi của các địa phương như bánh xèo Bảy Tới, Mười Xiêm ở Cần Thơ, bánh xèo Bảy Núi hay tại Đồng Tháp. Ngoài làng bánh xèo tại thành phố Cao Lãnh thì bánh xèo chay ở chùa Phước Long cũng rất được ưa chuộng. Từ sáng sớm, các cô các chị đã tập trung về chùa để chuẩn bị nguyên vật liệu cho một ngày đổ bánh xèo đầy bận rộn. Bột gạo được pha chế cẩn thận, mới nhìn thôi đã đủ thèm. Giờ thì tới công đoạn chiên, mỗi người hai chảo, các cô các chị thật khéo tay. Dạ. Từ lúc đổ bột cho đến mình để nhân vô là khoảng bao nhiêu phút? 5 phút rồi. Lại một cái nữa, rất là ngon. Rất là vàng và giòn thưa quý vị. Hy vọng là lúc ăn nó sẽ càng ngon hơn nữa. Nè, dĩa này nè, gửi luôn đi. Dạ, cho con. Đẹp đó. Chị đến chùa mình làm chiên bánh này lâu chưa? Hồi từ ngày chị đi chùa tới giờ thì chắc khoảng 20 năm. 20 năm? Chị nghĩ là ở đây là... ngày sư phụ về đây tới giờ. Dạ. Mà nhưng còn mà... đổ bánh xèo này... không nhớ được mấy năm nhưng mà lâu rồi. Từ ngày sư phụ mở ra đổ bánh xèo là thành 1 năm hàng tháng. Là tháng nào chị cũng về chùa đấy mà chị đổ bánh xèo cũng thường quá. Nhà cũng ở gần đây, nên đến chùa. Thì bà con mình đến chùa sáng sớm không? À, sáng sớm 5 giờ. Có người đến mấy cô kia thì đến lúc 3 giờ để mà mình làm cái nhân á. Mình bào củ cải con này kia đó, mình làm cái nhân. Mình chuẩn bị ha. À, chuẩn bị. Xong rồi mình nhồi dừa xong mình quậy bột. Mới đổ. Nghĩa là mỗi người một khâu. Mỗi người một khâu. Dạ, khâu nào nguyên liệu thì chuẩn bị đến sớm, 3-4 giờ sáng là đã đến rồi. Mình chiên thì khoảng 7-8 giờ mình lại. Dạ. Cái này chín rồi hả chị? Đâu chị cho em chiên thử coi. Rồi. Đầu tiên làm sao chị? Để miếng dầu vô, với miếng dầu ít thôi. Ừ. Như được chưa? Rồi, được. Ít thôi, nó chút đời, vẫn cháy hết. Rồi. Rắc không? Rồi,
Rồi, đứng lên đi. Nè, rồi, hút dài. Rồi. Như đây được chưa? Được rồi. Rồi, chán vô. Đứng chảo lên, đứng chảo lên chán. À. Dẫu quá. Quay cái nhiễm chứ bộ. Nhiễm nhự. Làm được đó. Được không cô? Cho con theo đổ bánh xèo dưới nha. Đổ nữa, đừng đổ cho nữa. Dạ. Được rồi. Dạ. Dạ. Vậy là con mới làm này đổ tròn là được rồi ha. Dạ. Còn tháng sau con xuống nữa. Dạ. Cho một năm xuống nha. Dạ. Xuống có thiếu thợ vô ngồi. Vô ngồi đổ bánh luôn. Dạ. Như cái này hơi dày hả chị? Hơi dày. Để dưới dầu vô. Cho dưới tí xíu dầu vô là cái nó có dầu á. Dạ. Dạ. Cái để dầu nó chín là chín. Nó dày á, để dầu nó chín. Dạ. Nó sâu một chút xíu là chín. Bánh không có cái chỗ nào mà sống hết trơn. Dạ. Chín đều á. Em thâu nhưng cho chị Hương. Rồi lo nói chuyện không cái này cũng kẹt rồi. Vậy tại em rồi phải không? Tại em là cái người khác rồi. Dĩa, dĩa, dĩa. Không, không khét, còn được. Ngay từ sáng sớm, các cô, các chị và quý Phật tử đã chuẩn bị bột để làm da bánh. Mọi công đoạn đều được mọi người chuẩn bị chu đáo và sạch sẽ. Bánh xèo chay, cho nên những nguyên liệu được lựa chọn phải thật sạch và tinh tế. Đây cũng là bí quyết để tạo nên thương hiệu cho chiếc bánh xèo chùa Phước Long. Cách đến chùa ngay dịp mùng năm hàng tháng, nếu biết đồ bánh xèo thì bất cứ ai cũng có thể trổ tài. Hoặc nếu không thì cứ đến trưa, sẽ có món bánh xèo chay để thết đại khách đường xa. Chẳng mấy chốc mà bánh đã đầy bàn. Kể như hồi thời chiến tranh tới giờ đi thì cái ngôi chùa ở đây thăm quê thì rất là vắng. Ít có Phật tử xa gần các nơi gì để mà tham quan. Biết đến thì mình muốn làm một cái buổi bánh xèo như vậy, rồi một cái trường hợp khác, ví dụ là để cho bà con người ta có cái biết đến rồi về đây. Và đặc biệt thì mình muốn cho một cái ngôi chùa, một cái tâm linh của Phật giáo đó, một ngày một phát triển một cách tốt đẹp. Chứ mình không có ở đây thì ý quý thầy ở trong chùa đây thì không có muốn là mình chuyển một cái nơi tâm linh thành một cái nơi thí dụ như du lịch, để rồi trong đó nó có lồng ghép các hình thức kinh doanh mua bán này kia cái nọ thì nó sẽ yếu đi, nó mất đi cái giá trị của cao quý của Phật giáo, mà vừa tâm linh vừa cái có một cái nét Phật giáo, nhưng mà cũng vừa bên cạnh là thuần tí về vấn đề tâm linh, không có lồng ghép như một số mê tín dị đoan hay là buôn bán hay là như thế nào ở trong chùa để mang hình thức gọi là kinh doanh thì nó mất đi cái ý nghĩa cao đẹp của Phật giáo. Ăn bánh xèo thì phải có rau, và mớ rau dường đủ loại, có lá cách, các loài, bằng lăng, cải xanh và nhóm rau rém như diếp cá, húng lủi càng nhìn càng hấp dẫn. Những ngày không có dịch thì cứ độ mùng năm hàng tháng, ngày âm lịch thì chùa sẽ tổ chức đồ bánh xèo chay cho Phật tử cũng như du khách khắp nơi về thưởng thức. Đây như một hoạt động thường kỳ của chùa và được rất rất nhiều người ưa thích, bởi được tự tay chế biến chiếc bánh xèo vừa thơm ngon lại giòn khấu. Một vài lá cách
gấp thêm miếng bánh phèo và cho vào ít rau chấm với nước chấm chua ngọt, bạn sẽ thưởng thức trọn vẹn vị ngon của bánh phèo. Bánh xèo ở đây rất là ngon. Nó với lại cái người, cái sư thầy ở đây với mấy cô ở đây á, nhiệt tình, em nói là rất nhiệt tình. Chùa thì cái cảnh rất là đẹp. Mình thấy vô đây cái tâm hồn mình nó thanh tịnh đi à. Bánh xèo ở đây thì nó ngon hơn. Nó cũng như là nó ít cái lượng dầu mỡ đó, thành ra cái người lớn dễ tiếp thu lắm. Thầy cô có thường ăn bánh xèo ở đây không? Thì nói chung là khi nào mà cái dịp mà ngay mùng 5 mà cô rảnh thì cô sẽ đi. Dạ. Cô chưa biết họ tên như tính đâu. Cô là Nguyễn Thị Hồng Nga. Dạ, con chào cô ạ. À. Cô ăn bánh xèo rồi cô thấy cảm giác như thế nào cô? Rất ngon. Cô là giáo viên về hưu rồi. Thành ra trong cái thời gian về hưu đó cô cũng rảnh rỗi. Thành ra cô cũng đi chùa này chùa kia đó, rồi tình cờ đi xuống chùa này rồi mới biết là ở đây nó có đồ bánh xèo, nó rất là lịch sự. Mấy sư thầy ở đây với lại những cô mà ở trong bếp người kia tiếp đãi rất là tốt. Mình ra nhiều khi hỏi mà có đem về cho bà cậu, có nhà có ai rồi này kia các bạn đem về cho đem về nữa. Không như được ăn mà đem về đem nữa. Đem về nữa. Thì cô cho biết họ tên, cô đến từ đâu ạ? À? Cô đến từ Sa Đéc. Thì họ tên gì cơ? Cô tên Ngọc Điệp từ Sa Đéc. Rồi em có thể cho anh biết là em ăn bánh xèo đây em thấy như thế nào? Dạ rất là ngon và đặc biệt thấy thích lắm. Cảm giác giống như là nó vô cùng đặc biệt luôn á. Hay có đầy có các loại rau ngon rồi tà hủ nhân chay này kia nọ, cảm thấy rất là ngon và cảm thấy rất là thích. Em cho anh biết em họ tên gì đó từ đâu? Dạ em tên Phạm Triệu Vi, đến từ thành phố Sa Đéc. Sự nồng nhiệt chu đáo của chùa và Phật tử đã giúp bữa ăn thêm ngon và ấm cúng. Hương vị bánh xèo chay chùa Phước Long vì thế cũng hấp dẫn và đặc biệt hơn, bởi đến đây khách thập phương như trở về với mái nhà yên lành của chính mình. Cái ngày mà mình tổ chức cái ngày bánh xèo để mà mình phục vụ cho bà con để trước là thưởng thức, sau là cũng biết được một cái ngôi chùa mà nó trong hẻo lánh nè, rồi cái không có cái dịp, có cái điều kiện mà bà con ít có đến đó, làm một cái ngày nó có một cái ý nghĩa là một cái gì đó để cho bà con đến đây trước là để tham quan cho biết một cái ngôi chùa ở trong quê. Sau đó cũng có một cái buổi liên quan dùng một miếng bánh xèo với chùa vui vẻ. Thì đầu tiên hết thì mình mới ngồi nói chuyện lại với một số bà con Phật tử rồi kia với thầy với cô ở trong nội bộ lại thôi. Thì mình nói rằng sao các nơi người ta thực hiện được là một cái ngày nào cũng là vẫn thực hiện được một cái ngày bánh xèo. Hoặc giả là cũng có nơi là người ta ngày nào cũng phục vụ được là bún riêu chẳng hạn. Mà tại sao mình ở đây một tháng như vậy mà mình ráng cố gắng một ngày. Mình ráng cố gắng một ngày không lẽ mình không thực hiện được. Rồi từ đó mới bắt đầu là thống nhất với nhau, cũng đồng lòng với nhau thôi tổ chức một bữa cho nó vui, cho bà con quanh vùng ở đây, các nơi mình đến đây trước giếng Phật, sau là dùng miếng bánh xèo tình nghĩa với chùa. Thì chính vì vậy mà bà con dùng rồi có cái tình cảm, rồi cái cứ về cái đồn đãi với nhau. Rồi một ngày một đến, thì đến cái hôm nay á, thì mỗi một tháng như vậy, tới cái ngày mùng 5 thì bà con đến đây cũng vài trăm. Vậy để mà dùng thì rất là vui vẻ và cũng có một cái tình cảm, rồi cũng có một cái trao đổi, rồi tìm hiểu thêm về một cái ngôi chùa ở trong quê. Hơn 2 thế kỷ tồn tại,
mái chùa Phước Long đã bao lần hứng chịu cơn thịnh suy của thời cuộc để hôm nay trong thanh bình của đất nước cùng tiếng kệ câu kinh, mái chùa xưa tiếp tục gian mình trong hành trình hoàng đạo, đem sự yên bình no ấm đến với mọi người, mọi nhà. Khoảng cách giữa đạo và đời nhờ vậy cũng được rút ngắn. Bên cạnh việc lễ Phật thì không gian gần gũi thân thiện nơi đây cùng hương vị đậm đà của những chiếc bánh xèo chay được làm theo công thức riêng, giòn tan khi ăn, cũng như cách tiếp đãi nồng nhiệt của sư thầy cùng Phật tử chùa Phước Long như một nét chấm phá khác trên bức tranh màu sắc đa dạng về cảnh quan du lịch sinh thái của huyện Châu Thành. Sự uy nghi linh thiêng của chốn thiền môn càng được chú trọng hơn khi trước mắt bạn là cụm quần thể 48 tượng nhỏ và một tượng Phật Di Đà lớn, tạo nên cảnh giới Tây Phương quanh ao thất bảo. Giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni với chính con rồng che đầu kiểu Phật giáo Nam Tông. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm về nơi thanh tịnh.